jangannya bisa untuk support art online. Thank you.
きゃ伝わらないことだってあるよ。Để ý là hiệu ứng kỹ năng nó sẽ thay đổi đúng không? Hiệu ứng một thuộc tính thay đổi đi mà do có thể đài lắp vào mỗi kỹ năng. Kỹ năng nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều và cũng mạnh hơn. Có thể lên lỏng quá, có thể kiểu dễ màn hình đó. Kia cứ giết ngoại ra thì giết mình quá, nên là mình chạy đến cái tên thôi. よし、みんな揃ったな。この扉を開いたらいよいよフロアボスとの戦いだ。ボス部屋に入ったら各自持ち場について戦闘を始めてくれ。事前の情報にあった通り、イルファング・ザ・コボルド・ロードは HP が減ると武器を持ち帰る。斧からタルワールの持ち帰りに合わせて攻撃パターンも変わる。突出しないよう十分に注意してくれよ。俺から言うことはたった一つだ。勝とうぜ。 Thank you.
私たちも頑張ろうね。Grab it.Từng kỹ năng một cho em nhìn cho rõ này.
Không hiểu sao rất hay vỡ màn hình. Cái này là do game thôi. Bên nó chưa được hoàn thiện, nên là nó sẽ có những cái lỗi.
của Asuna này. Asuna này. Được chưa? À, chạy bao nhiêu mét về cũng đéo đánh được boss ạ. よろしくな Mình tạm dừng video này đây nha. Video sau mình sẽ show một cái khác đi. Xem cái bộ kỹ năng.
調子良さそうね。